Thanh Long. Đây là như là bạn Thanh Long không phải là bạn này đúng không? Hello Hải Anh. Xin chào anh Thư. Các bạn chiều nay có biết là hôm nay là ngày gì không? Hôm nay có bạn nào tham gia cuộc thi Be My Map không nhỉ? Đây là cuộc thi Be My Map, là cuộc thi đầu tiên tổ chức tại Việt Nam về sơ đồ tư duy ấy các bạn. Các bạn mới tham gia, các bạn chưa có rèn luyện nhiều, nhưng mà cô tin chắc là nếu mà các bạn rèn luyện thì sang năm các bạn sẽ trở thành những ứng cử viên sáng giá cho cuộc thi Be My Map ha. Bạn nào quyết tâm sang năm sẽ tham gia nữa nè. Năm nay là năm đầu tiên mình tổ chức. À, mình cũng mới biết đến thôi, mình chưa có rèn luyện, nhưng mà nếu mình rèn luyện thì sang năm mình đi thi hoàn toàn được ha. Bạn nào sẽ đi thi nào? Khánh Ngọc đi thi đúng không? Sân chơi cho tất cả các bạn nha. Hello Thanh Long. Rồi, các bạn nào đã vào lớp rồi thì các bạn bật camera lên nha. Nè, các bạn học buổi tối thì có thời gian thư thả hơn buổi chiều không? Hello Thùy Dương. À, cô đã nhận được một vài bài của các bạn đăng về cái quy trình học thông minh á. À, trên đó cô có thấy bài của Thùy Dương nè, thấy bài của Kim Ngân, rồi bài của Bảo Quyên. À, bạn nào có vẽ bài và có nộp bài cho cô Hồng đều nhìn thấy hết, và có quay video luôn. Đó, các bạn nếu mà đã vẽ được cái bài quy trình học thông minh và các bạn nhớ được kiến thức và các bạn có thể tự tin các bạn chia sẻ lại, thì như vậy các bạn đã nắm trong tay một cái bí quyết học của những người học giỏi rồi đó. Nếu mà mình biết được cái quy trình học như vậy thì mình sẽ học hiệu quả, thì các bạn sẽ sẵn sàng dành thời gian để học nó không? Mình phải học cho thành thạo cái quy trình này nha. Bạn nào mà còn chưa có rành về cái quy trình này thì các bạn hãy xem lại nha. Mình hãy vẽ ra một cái mind map và mình sẽ học. Thì nó sẽ ngắn gọn hơn là các bạn đọc ở trong sách siêu nhí học đường đúng không? Rồi, cô sẽ chiếu cho các bạn xem một vài bài nha. Nhưng mà các bạn chụp hình hơi nhỏ. Bài của Kim Ngân có quay video nhưng mà Kim Ngân đăng lên cho cô nó nhỏ xíu à. Cô phóng lên không có thấy. À, nên là có gì thì Kim Ngân hãy chụp, mai mốt á, Kim Ngân chụp cái hình cho nó rõ lên nha. Để có gì con đăng lên á, các bạn đều nhìn thấy. Ở trên đó thì con nhìn không có rõ lắm nha. Lần sau. Còn Thùy Dương nữa, Thùy Dương có quay video nhưng mà Thùy Dương quên chụp hình rồi. Nên là cô muốn dừng cái video để cô xem cái bài vẽ của con á, nhưng mà nó bị mờ. Con cập nhật thêm cái hình cho cô nha. Nào, cô giao lưu với Thùy Dương xíu nha. Mời Thùy Dương bật mic nha. Dạ con chào cô. Rồi, thì Dương giới thiệu về mình cho cả lớp mình nè. Xin chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Thái Thị Dương. Năm nay con 9 tuổi. Ba từ để nói với con là thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo. Mong các bạn hãy cổ vũ cho con. Các bạn cổ vũ cho mình. À, các bạn mà sao con được, đúng không? Rồi, thế là Thùy Dương có còn nhớ là cái mind map của mình á, khi mà mình vẽ như vậy thì mình sẽ theo một cái quy luật á, là theo chiều nào á, thì Dương còn nhớ không? Dạ không con. Rồi, thì Dương có học cái hai bữa đầu không? Hai bữa đầu về về luật mind map á. Dạ không con. À, cho nên là lúc chiều con nghe cái video của Thùy Dương, lúc mà Thùy Dương trình bày á, thì đúng là một cái bài mind map, nhưng mà nếu mà mình không nắm rõ quy luật thì mình sẽ trình bày nó sẽ không có đúng cái thứ tự. Theo đúng luật của mình là mình sẽ trình bày từ hướng 1 giờ. Đó là cái hướng xuất phát đầu tiên ha. Nhánh đầu tiên của mình là từ 1 giờ và mình sẽ trình bày theo cái hướng đó luôn, theo chiều kim đồng hồ luôn ha. Là từ bên phải rồi mới qua bên trái và từ dưới lên. Bên trái thì là từ dưới lên, bên phải thì từ trên xuống. Thì Dương hình dung ra không? Cho nên là khi mà cái quy trình học thông minh mà con trình bày như là ở trên cái video á, là nó sẽ bị ngược cái thứ tự nha. Không sao hết, nếu như mà thì Dương chưa có nắm rõ cái quy luật về mind map thì trong các cái lớp học mình thực hành á, cô sẽ nhắc lại cho các bạn ha. Và vài bữa mình sẽ có cái bài ôn tập
Nếu như mà tụi con chưa có nắm rõ luật hoặc là con bỏ lỡ hai cái buổi đầu á, con có thể vào xem cái video của những cái buổi đầu ha. Hai buổi đầu cô có hướng dẫn rất là cụ thể và rất là chi tiết về từng cái quy luật và thực hành luôn. Cho nên là bạn nào mà chưa nắm rõ được cái quy luật mind map á, thì mình có thể xem lại video của hai buổi đó nha. Rồi, xin chào bạn gì hồi nãy cô mới thấy đâu rồi? À, Bảo Quyên đây. Chiều nay cô cũng thấy Bảo Quyên quay video nữa. Bảo Quyên rất là tự tin luôn. Hello Việt Hoàng. Rồi các bạn mình hôm nay mình sẽ cùng nhau rèn luyện tiếp nha. Hôm nay cô sẽ cho các bạn rèn luyện cái kỹ năng gọi là lấy từ khóa ha. Trong cái mind map của mình á, thì lọc từ khóa là một trong những cái rất là quan trọng ha. Khi mà các bạn nghe giảng, nghe một cái video hoặc là nghe một cái bài giảng thì các bạn biết cách tóm tắt lại ngắn gọn được hay không bằng cái mind map hay không là nhờ các bạn lọc từ khóa. Nếu mà các bạn nghe một cái video mà các bạn cứ ghi xuống hết tất cả những cái gì người ta ghi, chắc chắn mình sẽ ghi không có kịp. À, hoặc là mình nghe được chỗ nào mình ghi chỗ đó thì chắc chắn mình sẽ ghi không có đủ, mình sẽ ghi thiếu. Cho nên là cái việc quan trọng là mình hãy tập trung vào cái từ khóa và mình coi cái chủ đề của mình là gì, nó liên quan tới cái chủ đề thì mình ghi, còn không liên quan đến chủ đề thì mình không có ghi. À, hôm nay cô sẽ cho các bạn thực hành cái từ khóa qua cái video rất là quen thuộc với các bạn, một cái nội dung mà cô nghĩ là tất cả chúng ta cùng cần phải nắm, đó là về các cái thức ăn mà tốt cho não bộ. Chúng ta đang học một cái bộ môn dành cho trí não đúng không? Học siêu trí nhớ, học mind map là những bộ môn của trí não. Vậy thì mình phải biết được là thức ăn nào tốt cho trí não ha. Thì mình sẽ áp dụng nó luôn vào trong thực tế ha. Được không nào? Các bạn đã sẵn sàng lớp học ngày hôm nay chưa nào? Bạn nào đã sẵn sàng ngồi trên bàn và lấy giấy bút rồi thì các bạn comment giúp cô số 1 nha. Rồi các bạn nhớ chuẩn bị nước nữa nha. Rồi, bây giờ thì có bạn nào có câu hỏi đầu giờ không? Nếu như mà các bạn, trong khi mình đợi coi vài bạn nữa có vào sau không? Mình giao lưu một chút xíu ha. Bạn nào có câu hỏi nào hay là muốn giao lưu thì các bạn giơ tay. Giơ tay màu vàng á. À, bạn Nguyễn An. À. Đâu rồi, Nguyễn An bỏ tay xuống rồi hả? Rồi, cô mời Trà My nào. Hello, Trà My. Dạ thưa cô, là con có một câu hỏi là mình dùng nước làm cái gì vậy cô? Ok, mình sẽ dùng nước để mình uống nha con ha. Một lát nữa con sẽ được nhắc nhở. Con cứ tưởng là tô màu nước không à cô? Rồi, trước mỗi buổi học là các bạn phải ngồi một chỗ cho khi là mình không có đi tới đi lui á, nên cô kêu các bạn chuẩn bị nước trước ha. Được không nào? Rồi, cô mời bạn Nguyễn An nha. Nguyễn An có câu hỏi gì nào con? Dạ con chào cô và tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Hà Sâm An, cả ba từ để nói về con là hiếu thảo, tự tin và trung thực, mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, Nguyễn An có câu hỏi gì nào? Cô ơi, cô con vẽ cái bài lần trước xấu được không cô? Bài quy trình học thông minh hả con? Dạ, nó xấu Cô lắm đâu có thấy cô. bài của con đâu, cô đâu thấy đâu mà cô biết. Con Con không có có cái bài này đăng của cô. con cứ đăng lên trên trên group không, Dạ. mình có cái group học tập ha, sau mỗi bài các bạn thực hành các bạn đăng lên thì khi mà các bạn đăng thì cô mới nhìn thấy được và cô mới có những cái góp ý cho các bạn nha. Các bạn không có đăng cô đâu có biết là các bạn có thực hành hay không đâu mà giúp các bạn được, đúng không? Khi mà chúng ta mới bắt đầu thì cái việc mà vẽ xấu nó không có quan trọng ha các bạn. Muốn vẽ đẹp thì mình phải luyện tập nhiều. Quan trọng là các bạn vẽ được cái nội dung ha, ghi ra được, tóm tắt được cái nội dung. Rồi, hello Việt Hoàng có câu hỏi gì nào? Thưa cô là không đăng bài có được không? Rồi được, không sao hết, nhưng mà nếu mà con không đăng bài cô đâu biết bài của con đâu, không biết là con tiến bộ Bài tới cô đâu là mà không biết được là con có những cái lỗi gì hay là có những cái điều gì mà cần phải chỉnh sửa hay không.
À, cô thấy là việc Hoàng có thực hành rất là nhiều, nhưng mà con chịu khó, nếu mà được thì con đăng. Tất cả chúng ta đều học hỏi lẫn nhau ha các bạn ha. Một bài của cô đăng lên thôi, nhiều khi không có đủ. Mỗi bạn sẽ có một cái bài vẽ khác nhau. Chúng ta nhìn bài của bạn này có cái này hay, mình có thể bắt chước ha. Nhìn bài bạn kia có cái này cũng hay, mình bắt chước, như vậy mình học hỏi lẫn nhau. Tất cả chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho nhau những cái kiến thức ha. Hoặc là những cái bài vẽ của mình cũng chính là cách để chúng ta học hỏi và tự nâng cấp bản thân mình lên. Nếu như mà mình vẽ xong rồi mình không dám đăng, hoặc là mình sợ sai, sợ xấu, mình giấu nó đi, thì đâu có ai biết được đâu, đúng không? Các bạn có biết là một trong những cách mà chúng ta học á, là chúng ta phải phải thực hành nè, thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải chia sẻ ha. Ví dụ như tụi con học tiếng Anh á, nếu mà tụi con không có đọc thì cô giáo đâu có biết là con đọc đúng hay đọc sai, hoặc là con không có nói, không có rèn luyện, thì mình đâu có biết được là tiến bộ tới đâu đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải đăng bài để mình chia sẻ cho nhau ha, mình học hỏi lẫn nhau. Được không nào? Được rồi, bây giờ còn bạn nào có câu hỏi không? Thì mình sẽ đợi tới cuối giờ nha. Còn cuối giờ còn bạn nào có câu hỏi thì mình sẽ giải đáp tiếp. Bây giờ các bạn, mình chuẩn bị giúp cô một tờ giấy nháp, giấy vẽ ha, và giấy nháp. Bây giờ mình trong khi mà mình nghe cái video này, cô sẽ cho các bạn nghe một cái video trong vòng 9 phút. Thì khi mà mình nghe, nhiệm vụ của các bạn là sẽ ghi lại từ khóa, và cách của các bạn ghi từ khóa là các bạn cũng sẽ phát họa ra một cái mind map nha. Các bạn ghi bằng mind map, chứ các bạn đừng có ghi từ trên xuống dưới giống như theo cách mà các bạn học thông thường, thì coi như mình không có áp dụng được gì vô hết á. Bây giờ các bạn sử dụng mind map, mình chỉ phát họa thôi để mình ghi lại cái từ khóa thôi. Các bạn không cần sợ là mình ghi sai ghi đúng vậy đó. Tại vì một hồi mind map là mình có thể bổ sung thông tin được dễ dàng mà, đúng không? Các bạn ghi bằng cái mind map thì nó sẽ giúp cho các bạn bổ sung thông tin. Và các bạn, việc của các bạn là các bạn nghe có ý chính là gì, từ khóa là gì ha, chủ đề của mình là gì, và mình chỉ nghe những cái từ khóa liên quan tới cái chủ đề mà mình cần vẽ thôi. Có những cái nó không liên quan, mình có thể thích thì mình ghi thêm, nếu như mà mình hiểu nó nằm ở đâu, nó thuộc cái nhánh nào, nó thuộc cái nội dung nào. Còn nếu như mà mình thấy nó không quan trọng, mình có thể bỏ qua ha. Sau cái bài này mình sẽ biết được là mình ghi lại được bao nhiêu phần trăm của bài học. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi, tất cả các bạn khi mà mình vào lớp, các bạn bật camera lên giúp cô nha. Để chúng ta cùng thấy nhau nè, cùng trao cái năng lượng nè. Nếu như các bạn tắt camera tối thui, cô không biết là các bạn có nghe được không, hoặc là các bạn có bị mất kết nối âm thanh không. Các bạn, nếu như mà có sự cố gì đó, các bạn giơ tay vẫy vẫy, cô cũng nhìn thấy các bạn ha. Còn tắt mất tiêu là đâu có biết ai đâu, đâu có biết kêu làm sao, đâu có được bật mic đâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẵn sàng nha. Cô sẽ chia sẻ cho các bạn. Rồi, các bạn đã nhìn thấy màn hình của cô chưa nào? Rồi, các bạn sẽ có 9 phút. Lưu ý giúp cô là khi mà mình ghi từ khóa xuống á, mình có thể sử dụng vẽ sketch note để mà mình thay thế những cái từ khóa quen thuộc của mình. Còn nếu không thì các bạn cứ để đó, một hồi mình sẽ biến những cái từ khóa mà mình cần phải vẽ sang cái hình ảnh sau nha. Bây giờ cô cần quan trọng là các bạn cần biết là nội dung của bài này là gì, và mình nên phân chia thành bao nhiêu nhánh. Mỗi nhánh chính nó sẽ có những cái nhánh phụ nào và những cái nội dung quan trọng. Được không nào? Có bạn nào có thắc mắc không? Có bạn nào chưa hiểu rõ đề bài không? Nếu mà sau 9 phút trôi qua các bạn nói cô ơi con không hiểu, là bây giờ mình làm cái gì là coi như là mất 9 phút. Nguyễn An không hiểu hay là con có câu hỏi gì nào? Dạ không. Rồi, bây giờ vậy thì tất cả chúng ta đều hiểu ý rồi đúng không nào? Các bạn sẽ có 9 phút để ghi lại những nội dung liên quan tới bài học này nha. Rồi, các bạn nghe được âm thanh thì các bạn, nếu mà nghe được thì các bạn ok giúp cô nha. Dạ.
Và trong chương trình ngày hôm nay chúng ta học về siêu trí nhớ, cho nên Phương sẽ chia sẻ với quý vị những thực phẩm nào tốt cho trí não chúng ta. Não bộ chúng ta 85% là nước, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta thì người trưởng thành là 70%, trẻ con thì khoảng 80-90%, người già thì còn khoảng 50-60 thôi. Còn não bộ là cần 85% là nước. Chính vì vậy chúng ta phải bổ sung rất là nhiều những cái thực phẩm giàu nước, giàu vitamin và khoáng chất. Thì nó sẽ có trong, xin mời slide kế tiếp ạ. Slide kế tiếp. Chúng ta sẽ ăn bổ sung vitamin. Mà vitamin này không phải là vitamin tổng hợp mà quý vị mua ở nhà thuốc, được không ạ? Chúng ta sẽ vitamin từ các loại rau, củ, quả, hạt tươi sống, được không ạ? Và có một cái chất cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trí não chúng ta, đó là omega 3. Vì sao ạ? Vì những cái neuron thần kinh của chúng ta nó sẽ được bảo vệ bởi một cái màng bao bên ngoài được gọi là màng bao myelin. Có một cái cuốn sách rất là nổi tiếng của ông Coley là cuốn Mật Mã Tài Năng. Ông dùng hơn 347 trang để nói về cái màng bao myelin này. Thì theo quý vị, một tác giả mà họ dùng hơn 347 trang để nói về một chủ đề này thì chủ đề đấy có quan trọng không ạ? Có, đúng không ạ? Và màng bao myelin này nếu được nuôi dưỡng tốt thì nó sẽ quyết định độ nhạy khi mà các neuron thần kinh tương tác với nhau. Có nghĩa là những ai có màng bao myelin này được nuôi dưỡng tốt thì họ sẽ có những quyết định rất là nhanh. Học sinh thì sẽ thông minh, có những cái bài giải toán nhanh, được không ạ? Hoặc là có những cái quyết định rất là đúng đắn trong công việc, nhanh chóng. Và màng bao myelin này, thành phần chính của nó là omega 3. Chính vì vậy chúng ta sẽ phải bổ sung những cái thực phẩm giàu omega 3 trong cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình, được không ạ? Ví dụ như một số cái sản phẩm giàu omega 3 đến từ động vật là chúng ta sẽ có trong cá hồi, cá trích, cá mòi, vân vân. Còn thực vật thì chúng ta sẽ có trong các loại hạt như là quả ốc chó, quả hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt điều, đậu phộng, hạt dẻ, mè đen, vân vân. Thì ở đây có một cái thông tin rất là thú vị, đó là gì ạ? Cái hạt chia này, mỗi ngày thì Phương đi làm Phương đều ngâm chia hạt chia như thế này. Hàm lượng omega 3 trong hạt chia cao gấp 8 lần so với trong cá hồi. Gấp 8 lần so với cá hồi, có tuyệt vời không ạ? Nếu tuyệt vời chúng ta cho hạt chia một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn quý vị. Chính vì vậy là chúng ta nên bổ sung những cái thực phẩm giàu omega 3. Ngoài ra một sản phẩm của Việt Nam rất là rẻ tiền, đó là gì ạ? Đó là mè đen. Mè đen rất là rẻ tiền và cũng rất là giàu omega 3, nhiều chất đạm, nhiều chất béo và rất là nhiều vitamin khoáng chất khác. Cho nên chúng ta có thể bổ sung mè đen trong chế độ ăn hàng ngày của mình, được không ạ? Và một cái cách mà để tối ưu hóa khi mình dùng những thực phẩm này, đó là chúng ta phải ngâm. Ví dụ quý vị dùng hạnh nhân thì quý vị cũng phải mua loại hạnh nhân sống, tức là đã phơi khô nhưng mà nó là sống, chưa có rang, được không ạ? Thì chúng ta ngâm qua nước. Ví dụ hạnh nhân chúng ta sẽ ngâm từ 8 tới 12 tiếng. Tại sao phải ngâm mà không có rang? Vì cái gì nấu trên 3 phút hoặc trên 48 độ thì mất hết dưỡng chất. Đó là lý do chúng ta không nên rang hoặc là nấu lên. Mà chúng ta ngâm để làm chi? Để khi quá trình ngâm như vậy á, nó sẽ kích hoạt những cái enzyme trong cái hạt, được không ạ? Giống như chúng ta gieo hạt á, quý vị thấy là chúng ta phải tưới nước thì hạt mới nảy mầm, đúng không ạ? Thì chúng ta ngâm nước như vậy, thứ nhất để làm giảm cái axit phía ngoài của vỏ, thứ hai là để kích hoạt những cái dưỡng chất bên trong. Mà chúng ta ngâm xong là chúng ta có thể ăn trực tiếp luôn, không cần phải lại ngâm xong lại nấu nữa thì hết dưỡng chất, được không ạ? Thì ngay cả mè đen chúng ta cũng sẽ ngâm khoảng 3 tiếng, hạt chia cũng ngâm, ngay cả đậu phộng chúng ta cũng có thể ngâm. Và cái phần này như thế nào, ngâm như thế nào, Phương sẽ chia sẻ sâu hơn trong cái chương trình dài hơn, nếu có thời lượng một ngày, được không ạ? Và một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa. Hello các bạn mới nghe được có phân nửa thôi, nhưng mà các bạn có hiểu cách mình làm không các bạn? Ví dụ như vậy nè, là khi mà mình nghe, mình ghi lại bằng cái mind map ha các bạn ha. Các bạn chỉ cần ghi từ khóa thôi. Ghi thế này. Mình làm như vậy nha. Tiếp nha các bạn. Ảnh hưởng trí nhớ chúng ta và sức khỏe chúng ta đó là
là nước. Đúng rồi, Việt Hoa thì đúng rồi đó. 70% cơ thể chúng ta là nước, chính xác ạ. Và chúng ta sẽ uống như thế nào cho vừa đủ mà vừa đúng cách, chứ không phải nghe nói là cứ người uống ngày 2 lít là lớn nhỏ gì, công việc gì cũng 2 lít là chưa chính xác. Mà chúng ta sẽ uống theo công thức là 0,04 nhân cho khối lượng cơ thể. Ví dụ anh chị nào đây nặng 50kg thì uống bao nhiêu ạ? 2 lít là đủ. Còn nếu như các anh là 70kg thì uống bao nhiêu ạ? Chính xác, nếu 70kg thì chúng ta uống khoảng 2,8 lít. Còn cũng tùy, nếu mà các anh chị mình là vận động viên hoặc là cầu thủ đá banh thì đôi khi phải uống tới 5-6 lít. Được không ạ? Uống đủ rồi còn đúng như thế nào? Cái này là rất là nhiều người biết uống đủ mà chưa đúng. Trong đó trước đây là có Phương. Xin mời slide kế tiếp. Uống đúng là như thế nào ạ? Ông bà mình có câu nói là ăn như uống mà uống như ăn. Có nghĩa là như thế nào ạ? Nghe tới đây có rất là nhiều anh chị lấy nước uống. Rất là tuyệt vời. Mời các anh chị mình uống nước đi ạ. Vì không chờ khát mới uống. Được không ạ? Cơ thể chúng ta luôn cần nước để trao đổi chất, để thải độc tố. Cho nên chúng ta mà chờ tới khát có nghĩa là cơ thể chúng ta nó báo động rồi đấy ạ. Cho nên cứ khoảng 15-20 phút, quý vị hãy uống nước một lần. Đó là lý do mà ban tổ chức đã cung cấp cho quý vị là mỗi người một chai nước ở phía dưới. Được không ạ? Và khi chúng ta uống thì chúng ta uống chậm, chúng ta đưa qua đưa lại, lên xuống. Để chị ạ, để có những cái men tiêu hóa trong nước bọt chúng ta. Chúng ta ăn cũng vậy, nhai cho kỹ. Để những cái men tiêu hóa đó nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta và nó giúp hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Được không ạ? Và một bí quyết nữa là không uống nước quá nóng hoặc quá lạnh. Đây là một cái bí quyết của cô Khải Hoàng, phát thanh viên đài truyền hình thành phố. Không biết ở đây có anh chị nào biết cô Khải Hoàng không ạ? Cô bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Mà giọng cổ vẫn rất là trẻ. Thì bí quyết cổ chia sẻ là không uống nước quá nóng hoặc là không uống nước quá lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi ạ. Dạ, đơn giản vậy chúng ta có làm được không ạ? Dạ, bao nhiêu anh chị làm được đưa tay nói tôi ạ. Cảm ơn các anh chị. Vì sao chúng ta không nên uống nước quá nóng hoặc là uống nước quá lạnh ạ? Vì nhiệt độ cơ thể chúng ta trung bình là chính xác khoảng 36 độ rưỡi đến 37 độ. Cho nên khi chúng ta uống nước quá lạnh hoặc quá nóng vào cơ thể thì cơ thể mình phải nó phải điều chỉnh. Được không ạ? Nó phải điều chỉnh lại. Thế là nó sẽ mất rất là nhiều cái năng lượng, nhiều cái chất trong cơ thể nữa. Chưa kể là chúng ta uống nước đá là nó có tính axit nữa quý vị. Chúng ta sẽ uống chậm, uống từng ngụm một, được không ạ? Và những cái nước nên uống đó là đầu tiên là nước lọc của mình, được không ạ? Rồi nước dừa. Dừa là một loại nước cân bằng khoáng chất cực kỳ tốt. Ngày xưa trong chiến tranh, khi mà không có nước biển để truyền thì các bác sĩ sẽ lấy nước dừa để truyền vào cơ thể. Và hiện nay hàng ngày Phương uống từ 1 tới 2 trái dừa theo cái cấp của tiến sĩ thầy của Phương, thầy Bisworth, thầy chỉ là cứ mỗi ngày uống từ 1 tới 2 trái dừa. Cũng không cần uống quá nhiều đâu quý vị. Vì chúng ta uống ví dụ 5-7 trái thì nó thừa thì sao ạ? Nó thải. Đúng không ạ? Tiếng Việt mình có từ rất là hay, đó là thừa thì sẽ thải. Cho nên nghe tốt thì cũng vừa phải, chứ không có uống dư. Được không ạ? Dư nó lãng phí. Đôi khi nó gây phản ngược nữa. Chúng ta sẽ uống nước ép từ trái cây tươi. Tránh uống nước ép trái cây đóng hộp, được không ạ? Vì đóng hộp là nó có chất bảo quản và nó sẽ bị chuyển từ cái nhóm mà tính kiềm sang tính axit. Rất là nhiều thứ nước ép trái cây tươi thì nó là tính kiềm, mà quý vị đem nó đóng hộp, đóng gói hoặc nấu nó lên thì nó sẽ biến thành axit. Được không ạ? Cho nên chúng ta sẽ ăn hoặc uống rau củ quả tươi sống. Và không nên, chắc cái này là ai cũng biết rồi, không nên uống bia, rượu, nước ngọt, nước ép trái cây hay là cả cà phê, trà sữa cũng không nên nha quý vị. Tại sao không nên thì chúng ta sẽ được nghe giải thích chi tiết trong chương trình sau. Trời ơi, bạn nào gặp dữ vậy nè. Các bạn có nghe được không? Các bạn có nghe được cái video này không vậy? Nãy cô có thấy bạn nào ghi là lắc quá, mạng lắc quá.
À, Việt Hoàng rất là xuất sắc luôn. Việt Hoàng đã vẽ ra, phát thảo ra được cái nội dung rồi đó. Các bạn nào đã vẽ ra được, các bạn giơ lên cho cô coi nè. À, cô cũng vừa nghe vừa vẽ nè. Bạn nào đã vẽ được giơ lên xem. Khánh Ngọc giơ bài của con lên xem nào. Bài này có khó không các bạn? À, Bảo Quyên cũng ghi được rồi đó. Các bạn khác thì sao? Các bạn có ghi được không? Cô nói cũng nhanh ha, nhưng mà các bạn lọc lại cái ý. Không phải cô nói cái gì cũng là đúng cái trọng tâm trong đây hết. Của mình là thức ăn cho não bộ. Xăm an. Ủa con mới vẽ hả? Phải không? Nhanh quá vậy. Giỏi dữ. À, con vừa nghe xong mà con vẽ luôn được một cái bài như vậy luôn á hả? Đâu? Để cô ghim lên cho cả lớp xem nào. À, đây là một cái bài là chắc là con đã biết trước rồi đúng không? Nội dung không có phải nội dung giống giống của cô chia sẻ, nhưng mà là nó tương tự phải không? Là những thức ăn tốt cho não bộ. À, đó là một trong những cách ghi chép đó các bạn. Rồi, cô cảm ơn Sam An nha. Rất là tuyệt vời. Rồi, các bạn khác thì có ghi được không? Các bạn có thấy khó khăn gì không? Nếu mà các bạn thấy là vừa nghe mà vừa ghi như vậy khó quá thì các bạn gọi giúp cô số 2. Còn các bạn nào thấy dễ thì gõ chữ giờ. Bạn nào làm được sẽ thấy nó dễ. Bạn nào làm mà không có tập trung sẽ thấy nó có. À, nhiều bạn nói khó dữ vậy hả? Cô hướng dẫn ngay từ đầu cho mình á, là chúng ta chỉ nghe những cái từ khóa liên quan tới chủ đề thôi. Chủ đề của mình là thức ăn cho não bộ. Những cái mà cô hướng dẫn hơi chi tiết á các bạn, ở cái phần mà ngâm cái hạt như thế nào á thì nó hơi chi tiết quá, mình có thể bỏ qua nha. Mình chỉ ghi những cái ý chính thôi. À, nếu mà ghi ý chính là nó có nhiêu đây thôi nè. À, là các bạn thấy là phát thảo ra được cái mind map rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình vẽ ha. Bây giờ mình sẽ thực hành cùng nhau vẽ. 8 giờ rồi, chúng ta sẽ vẽ nhanh ha các bạn nha. Bây giờ các bạn vẽ trên giấy A4 cũng được, giấy A3 cũng được. Ở đây thì cô sẽ vẽ trên giấy A3 cho các bạn xem cho dễ nha. Rồi, các bạn nhìn thấy hết cái chúng ta vừa vừa thực hành vừa vừa vẽ nha các bạn nha, mình vẽ nhanh ha. Rồi, đầu tiên các bạn xác định cái hình trung tâm chưa? Mấy bài trước là cô có hướng dẫn rồi nha, nên là mình sẽ đi vào mình vẽ luôn. Cái hình chủ đề của mình hôm nay là thức ăn cho não bộ. Nên là cô sẽ vẽ hình một cái hình não bộ đang cầm thức ăn.
Để cô, các bạn có nhìn thấy không? Để cô đi nét lên mấy bạn mới thấy. Các bạn vẽ hình cái não ha, cầm hai cái bó thức ăn hai bên, hoặc là bạn nào thích thì vẽ kiểu khác nha. Để ghi chữ ha. Nhớ là hình trung tâm của mình phải có 3 màu ha các bạn, các bạn có thể xen kẽ. Để cho nó dễ đạt cái tiêu chí là nhánh chính của mình chạm vào hình trung tâm á, mình có thể làm cho nó một cái khung hoặc là một cái viền ở bên ngoài cũng được ha các bạn. Còn bạn nào không thích thì có thể là vẽ lên trên cái chữ luôn, nhưng mà như vậy thì nó sẽ không có được đẹp. Cô sẽ làm cho nó một cái viền. Lớp mình sẽ không có tô màu kịp nên là các bạn về nhà tô màu nha. Mình sẽ vẽ cái ý đầu tiên. Bao nhiêu phần trăm trong não bộ của mình là nước vậy các bạn nhớ không?
85%, đúng không? 85% não bộ là nước ha, mình có thể ghi thêm cái ý đó ở đây. Mình vẽ cái não là được rồi. Cái ý này nó là một cái ý phụ thôi, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái phần nước uống ha, cho nên là mình có thể vẽ ra. Ở đây chỉ có một ý thôi. Tiếp theo đó là vitamin. Bài mind map của mình sẽ có 4 nhánh ha các bạn ha. Đây, cái nhánh thứ nhất là cái nội dung này. Hồi nãy có bạn nào nghe được nội dung là bao nhiêu phần trăm trong cơ thể mình là nước không? Não bộ của mình là 85%, nhưng mà trong cơ thể của mình, người trưởng thành là bao nhiêu phần trăm là nước vậy? Bạn nào biết comment vào trong ô chat giúp cô nào. Bảy mươi phần trăm cơ thể của mình là nước ha. Các bạn có thể vẽ thêm ở trong đây nha. Ở đây tại vì cô ghi cái ý là não rồi, cho nên là nếu mà ghi cái cơ thể vô đây nữa thì nó không có đúng cái chỗ này, nên là cô không ghi. Hoặc là các bạn có thể ghi chỗ này là không. Thông tin để mình biết đây là nước là 85% của não, 70% cơ thể nha. Rồi cô sẽ vẽ thẳng luôn là cái nhánh thứ hai của mình là vitamin, nhánh thứ ba là omega 3 và nhánh thứ tư là nước nha. Mình sẽ có 4 nhánh nên là các bạn hãy phân cho cái bài mind map của mình cho nó đều ha. Vitamin. Nóng. Khi vẽ mind map mình sẽ xen kẽ màu nóng và màu lạnh, các bạn nhớ không? Màu nóng và màu lạnh mình xen kẽ với nhau, nó sẽ làm cho bài của mình nó đẹp hơn ha. Vitamin có trong các loại rau nè, củ quả và hạt, đúng không? Mình vẽ hình minh họa những cái đó ra đây ha.
Cô vẽ rau á, rau xà lách này nọ, củ hả? Củ dễ vẽ nhất là củ cà rốt. Là mình có củ về nè các bạn. Rồi quả thì mình muốn vẽ quả gì cũng được, thích vẽ quả gì thì vẽ. Quả táo đi. Rồi hạt thì mình vẽ hạt điều cho nó dễ. Rồi xong cái nhánh thứ hai ha, vitamin. Rồi các bạn vẽ xong nhánh thứ hai chưa? Vẽ xong thì các bạn có thể trang trí luôn cái nhánh ha. Rồi mình sẽ vẽ tiếp cái nhánh thứ ba là vitamin rồi tới omega 3 đúng không? Các bạn nhìn thấy bị ngược không ta? Làm sao để quay lại đây? Quay ra đây thì các bạn lại không thấy ở bên này. Rồi. Omega 3 có ở đâu nào các bạn? Omega 3 mình có thể chia ra làm hai hai nhánh là động vật và thực vật ha. Động vật thì có trong cá, đúng không? Thực vật thì có trong các loại hạt.
Động vật là cá gì bạn? Cá hồi đúng không? Bác. Mình vẽ nhanh con cá này đi. Cá chắc ai cũng biết vẽ đúng không? Mà các bạn có khi vẽ đẹp hơn cô. Đại diện nó là cá thì cứ cá thôi. Thực vật cái nhánh nào mà các bạn thấy không có tự tin là mình không biết mình ghi được nó đúng cái chiều dài không thì mình có thể phát họa bút chì trước ha. Rồi là mình hạn chế vẽ ngang với lại vẽ đứng ha, mình vẽ cho nó xéo xéo cho nó đẹp. Cái nhánh của mình mà nó ngang quá nó sẽ không đẹp, để cho nó xéo xuống. Đó. Thực vật. À, có rất là nhiều hạt mình có thể ghi đại diện thôi ha. Hạt đậu phộng đúng không? Hạt dẻ. Dễ đây. Nhật ốc chó.
Rồi. Mình phải hạt dẻ, hạt óc chó, hạt thủ nhân nha. Để sao mình nhìn mình ra cái hạt đó được rồi. Hạt dẻ. Cái hạt óc chó nhìn nó giống như cái não của mình vậy á các bạn. Nhân sẽ nên sẽ dễ hơn. Mè đen thì giờ bác Mạnh vẽ lại một chén nha. Mè đen không vẽ được, vẽ lại một chén đâu. Nào vẽ xong. Bạn nào vẽ xong nhánh thứ ba rồi thì gõ số 3 xem nào. Các bạn nào vẽ nhanh hơn cô không? Cô để cho bạn thấy nha. Một hồi nữa cô sẽ chụp lại cho các bạn, về nhà các bạn bổ sung thêm nha. Bây giờ mình lỡ mà bên nhánh bên kia mình chưa kịp á, bây giờ mình qua tiếp, mình vẽ tiếp cái nhánh mới đi các bạn. Tại vì khi mà cô di chuyển cái giấy á, các bạn sẽ không thấy bên kia. Mình vẽ tiếp cái nhánh thứ tư nha. Mình còn một cái nhánh thứ tư nữa là xong, là cái nhánh nói về nước. À, cái phần này cũng hơi nhiều ý đấy. Mình sẽ đi bằng bút chì trước đi nha. Nước.
Nước thì mình cần phải uống như thế nào ha? Ở đây thì mình sẽ có ba nhánh nước uống như thế nào là uống uống đúng ha, uống đủ đủ nước. Sau đó là uống đúng đúng cách. Uống. Đó. Sao nó bậy đi? Rồi. Uống đúng là uống chậm từng ngụm ha. Có ba cái điều lưu ý là không nên uống nước như thế nào các bạn nhớ không? Không nên chờ khát, không nên uống quá nóng, không nên uống quá lạnh. Mình có thể gom nó vào một cái ý. Rồi. Ô ghi bút này nó đậm, các bạn nhìn thấy mà đúng không? Nhìn thấy từ khóa không? Không nên uống nước quá nóng, quá lạnh hoặc là chờ khát. Còn ở đây là từng ngụm ha các bạn. Ở chỗ này cô ghi nó hơi khít. Từng ngụm. Có
có hai thứ cần liệt kê ở đây là nước tốt cho sức khỏe và nước không tốt cho sức khỏe. Mình cho nó thêm hai nhánh ở đây nữa ha. Đây mình thêm một nhánh này, đây là một rồi nè. Mình cho nó thêm hai nhánh ở đây, một nhánh và ở đây một nhánh nữa. Tốt cho sức khỏe là những nước nào ha? Tốt. Nước là nên. Nên, không nên ha. Mình ghi là nên. Nên uống và không nên uống. Nên uống nước lọc đúng không? Nước ép trái cây. Nước dừa. Nước lọc. Nước ép trái cây, nước rau củ quả, rồi không nên. Đây một lát nữa mình vẽ hình minh họa sau ha, mình cứ ghi từ khóa ra trước. Nên rồi một cái không nên ở đây nữa. Rượu bia, cà phê, trà sữa, nước uống đóng chai đúng không? Cái chỗ này nhiều nè ha. Mai mép của mình nó rất là linh hoạt, mình còn chỗ trống chỗ nào mình cứ triển khai ra ha. Để cô coi bao nhiêu ý. Rượu bia, cà phê, trà sữa, nước ngọt, nước đóng hộp, mình có thể vẽ đây là năm nhánh nha. Năm nhánh. Yeah.
Bây giờ mình vẽ minh họa nha.
Xong rồi. Bạn nào vẽ xong rồi? Cô thấy nhiều bạn còn phải ngoẽo cái cổ lại để mà nhìn, tại vì trên đây cái cam cô để nó bị nghiêng quá không các bạn? Các bạn nhìn thấy không? Thì cô quay lại như thế này thì các bạn nhìn thấy dễ hả? Là cô để xa ra nhỉ. Đây. Bài tổng thể của mình. Nào mình nhìn tổng thể ha. Rồi bài này cô sẽ gửi lại ở trong group để cho các bạn nha, các bạn về các bạn tô nha. Các bạn về nhà tô lên nha. Coi như là đại khái của mình là xong rồi đó. Chỉ có cái phần nhánh này là nó nhiều thông tin nè. Cái chủ nước này nhiều thông tin nè. Còn mấy chỗ này thì cũng đơn giản thôi. Say mê. Các bạn thấy vẻ mai mép vui không? Khánh Ngọc gật gù. Mình vẽ xong cái này thế là mình bây giờ mình biết tất cả những cái thức ăn thức uống mà tốt cho não bộ rồi, mình cứ nhìn vào mai mép này thôi ha. À, cô thấy Khánh Ngọc đã vẽ được rồi. Tốt quá. Mình cố gắng mình vẽ cho nó hết cái trang giấy nha. Tận dụng hết cái không gian giấy mà mình có. Những cái hình mình thấy là ở phía sau, nếu mà mình có thể vẽ nó có chỗ trống mình có thể vẽ cái hình minh họa cho nó to to lên để mình tô màu lên cho nó dễ ha. Còn mình vẽ nhỏ quá mình khó tô màu. Rồi Sam An vẽ luôn tô màu luôn rồi, giỏi quá. Các bạn nào vẽ được rồi thì các bạn giơ lên cho cô xem nè. Bạn nào vẽ xong rồi? Diễm Kiều đâu? Diễm Kiều đưa lên cô coi xem nào. Wow, đẹp đó. Nhưng mà mấy cái nhánh của con á, con vẽ cho đừng, nó đừng có khít quá nha. Con vẽ cho nó thưa ra. À, cái chỗ mà ở bên cái bên hình như là nhánh thứ hai á, ba cái ý của con á, nó thay vì nó sát như vậy, con cho nó bung ra để con có cái không gian con ghi từ khóa ha. À, con vẽ bung ra giống như của cô nè. Con vẽ bung ra như vậy ha. Mình đừng có ghi theo hàng ngang, tại vì các bạn thường hay ghi theo hàng ngang á, nên là các bạn vẽ nhánh nó cũng nằm ngang luôn, thì như vậy nó làm cho những cái từ khóa của mình nó bị khít mà nó không có cái không gian nha, trong khi chỗ trống của mình còn nhiều. Đâu Bảo Quyên vẽ xong chưa? Để con xem nào. À, có thấy rồi, có thấy là mờ là chưa có lên màu thôi. Rồi, bây giờ mình hoàn thiện nó xong ha, là mình tô màu lên. À, các bạn thấy là khi mà mình nghe một cái bài giảng mà mình tóm tắt lại được như vậy là thay vì cái slide của cô dạy ở trên đó, đó cô ghi quá chữ chữ luôn. Bây giờ mình chỉ có một cái trang thôi, mình thấy nó là hiệu quả không? Thế thì cái mind map của mình nó là những cái thông tin rất là cô đọng. Đó là rất là chắc lọc, nên là các bạn sẽ học bài rất là dễ. Rồi bây giờ bài này cô sẽ gửi lên cho các bạn để các bạn về nhà các bạn tô nha. Hôm trước cô có vẽ một bài. Cô có vẽ một cái bài tương tự như vậy. Cái bài mà cô đã lên màu rồi nó là như vậy. Cái này cô vẽ cũng lâu rồi. Đó thì khi mà mình thực hành mình vẽ lại những cái khác nữa, mỗi ngày mình cứ luyện vẽ như vậy thì khả năng của các bạn sẽ tăng lên. À, mình sẽ nâng cao được cái kỹ năng. Mai mốt mình muốn tóm tắt một cái là trong vòng vèo một cái 5-10 phút sau là mình vẽ xong từ khóa, thế là mình thêm hình ảnh minh họa nữa là xong. Đúng không?
Nghe xong cô dạy cô mà cô hồi nãy cô Phương cô nói về cái bài đó trong trình trong vòng 9 phút mình ra ra được cái ý rồi, bây giờ cái phần còn lại là mình thêm cái hình ảnh minh họa nữa, mình lên màu nữa là xong rồi, đúng không? Tại vì mình ở đây mình mất thời gian để mà mình có thể mình hướng dẫn cho các bạn á. Mà nếu mà các bạn áp dụng được tốt, các bạn chỉ cần là nắm được bài ha. Khi mà mình nghe một cái video mà mình ghi lại được cái từ khóa là ghi được bài, để mà mình vẽ mind map như vậy là tốt lắm rồi. Còn đẹp á thì nếu mà các bạn muốn vẽ đẹp thì mình phải cần luyện tập thôi. Luyện thì nó mới đẹp được. À, Khánh Ngọc vẽ đó. Luyện thì nó mới giúp cho mình có kinh nghiệm khi mà mình vẽ cái bố cục nè. À, mình vẽ nó bung ra thay vì mình vẽ gom gom nó lại, mình sợ nó không có đủ giấy á, mình cứ vẽ cho nó nhỏ đi thì cuối cùng tờ giấy của mình nó còn dư quá trời chỗ luôn, mà trong khi cái nhánh của mình nó bị khít quá đó. Thì rút kinh nghiệm lần sau mình sẽ phác họa bằng bút chì một chút xíu, không cần phải phác họa hết đâu. Các bạn thấy là khi mà cô vẽ mà cái ý chỗ nào mà cô thấy nó nhắm nó nhiều á thì cô sẽ đi trước cho nó, ví dụ như chỗ này năm ý phải không, mình không biết là mình lỡ mình vẽ rồi một hồi nó còn cái chỗ trống để vẽ năm ý không, thì cô sẽ đi bút chì trước rồi sau đó mình mới đi lên tiếp ha. Rồi bây giờ bạn nào có câu hỏi nào cho bài ngày hôm nay không, bạn nào có câu hỏi thì bấm nút giơ tay màu vàng, giơ tay vẫy vẫy nào. À, cô thấy Gia Anh, Gia Anh Hà, xin chào Gia Anh. Gia Anh có câu hỏi gì không nào con? Con bật Dạ mic. cô ơi, con Con chưa nghe. ghi xong, chút nữa Rồi, cô gửi lên được không cô? chắc chắn là cô sẽ gửi vào trong group cho các bạn nha. Rồi, Dạ. các bạn yên tâm là sau mỗi một buổi hướng dẫn như thế này, cô sẽ gửi bài cho các bạn tham khảo lại và các bạn hoàn thiện cái bài của mình. Và cô rất là mong được nhìn thấy bài của các bạn được đăng lên để cô có thể xem coi là bài của các bạn thực hành tới đâu và mình cũng học hỏi lẫn nhau ha. Được không nào? Rồi, cô cảm ơn Gia Anh nha. Lát nữa cô sẽ gửi vào group cho các bạn. Rồi, còn bạn nào có câu hỏi Việt Hoàng nào? Em thưa cô là vẽ được nhiều bài mai lắm cùng muốn à đúng không, mà là dùng màu sáp vẽ được không cô? Màu sáp con cũng để vẽ cái gì, tô màu hay sao? Hay Vẽ mai là mắt đấy cô. à con vẽ nhánh đó hả? Vâng, nhánh hoặc những chi tiết nhỏ. Những cái chi tiết nhỏ con có thể vẽ bằng màu sáp được nha, nhưng mà khi mà con lên màu bằng màu sáp á nó không có đậm được, nó mờ lắm. Và con đi cái nét của nó rất là thô. Nếu mà con dùng để tô hình minh họa thì tốt. Tất cả những cái hình minh họa mình đều tô lên đó, mình có thể tô bằng màu sáp, nhưng mà khi mà con đi nét á mà con đi bằng màu sáp á nó sẽ hơi bị chìm, nó chìm ha. Mình thực hành mình không có quan trọng, nhưng mà nếu mà con đi thi á mà con vẽ như vậy thì nó sẽ không có thấy rõ, nó không có nổi bật cái nhánh của con lên, thì như vậy bài của mình nó sẽ bị mất điểm ha. Thực hành thì con ở nhà nếu mà con không có đủ cái công cụ để con thực hành thì con vẫn có thể sử dụng, miễn sao mình có thể nhìn thấy rõ rệt mỗi nhánh một màu và cái hình minh họa của mình nó sẽ khác cái màu của cái màu nhánh chút xíu à. Nếu như mà nè các bạn thấy không, khi mà cô vẽ hình minh họa là cô dùng cái nét bút đi nét màu đen, sau đó là cô mới viền, sau đó một hồi cô mới tô lên, chứ cô không có dùng cái bút cùng màu của cái nhánh đó để vẽ cái hình minh họa, vì như vậy nó sẽ làm cho cái hình của mình nó bị chìm lắm. Hai các bạn đi nét cho nó rồi xong các bạn tô màu lên cái hình minh họa của mình, nó có thể khác màu với lại cái màu nhánh và từ khóa ở nhánh đó một chút xíu ha. Việt Hoàng có thể sử dụng bút lông hoặc là bút nước để con đi nét hoặc là con vẽ ghi từ khóa. Lý tưởng nhất là dùng bút lông bút nước, còn con sử dụng cái màu sáp thì con có thể sử dụng để bôi để tô nha. Đâu, tô màu, tô hình minh họa, tô hình chủ đề, được không nào? Rồi, Việt Hoàng còn có câu hỏi gì nữa không? Rồi, như vậy thì mình sẽ xem vài bạn còn câu hỏi nữa ha. Cô mời Sam An. Xin chào cô ơi, cô cho tụi em xin số của cô đi chứ, group của tụi em không, cô mấy cô không cho tụi em nhắn tin vô á cô. À, mình sẽ có cái group để mình đăng bài mà.
mình có trong group của 30 ngày ghi chép thông minh đúng không? Thì trong group đó là các bạn sẽ nhận được cái thông tin đăng bài, cú pháp đăng bài và hashtag để cô có thể tìm ra bài của các bạn. Được không nào? Rồi, các bạn cứ nhắn tin ở trong group không sao hết. Nếu mà các câu hỏi của các bạn mà có liên quan tới cái việc học tập thì cô sẵn sàng là nếu mà gặp thấy bài của các bạn mà câu hỏi của các bạn, cô sẽ hỗ trợ các bạn. Nha. Rồi, Khánh Ngọc có câu hỏi gì không nào? Dạ thưa cô, là cho em hỏi là mình đăng minnet và bài ở trên nhóm nào vậy cô? Một lát con đang có mặt ở trong cái group mình đang học. Con mới vào link Zoom được đúng không? Con mới có link để vào Zoom. Thì một lát nữa cô sẽ gửi cái tin nhắn ở trong đó để các bạn xem và mình làm theo hướng dẫn là được nha. Dạ. Mình học của mình đăng lên được không? Dạ. Ok, học rất là siêng năng. Rất là yêu thích của cô Mai Mép này và yêu thích cô Hồng từ lớp K02 chuyển qua. Rồi hy vọng là ở trong cái lớp mình được vài buổi nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập thêm ha. Rồi còn bạn nào có câu hỏi nữa không nào? Các bạn ở phía sau, các bạn có câu hỏi gì không? Kim Ngân có câu hỏi gì không con? Con có vẽ được không? Bữa nay Thảo Ngân đâu không thấy. Hai chị em còn có một người đang ngồi. Rồi nếu mà không có câu hỏi gì hết thì lớp học của mình hôm nay kết thúc ở đây nha. Và trước khi kết thúc cô cũng sẽ xin chụp lại với các bạn một tấm hình nha. Cô rất là thích chụp hình với các bạn, như là để cô nhớ những cái gương mặt mà thường xuyên phát biểu nè, những bạn mà thường xuyên giơ tay nè, và những bạn mở camera lên. Ngày nào cô Hồng nhìn thấy những cái tấm hình các bạn chụp với cô để cô nhớ cái mặt, để vài bữa mà cô thấy đâu đó Facebook của các bạn mà đăng lên bài của con dự thi, cô biết là học trò của mình, để cô ủng hộ chứ đúng không? Các bạn học giấu mặt rồi cô đâu biết ai đâu mà ủng hộ. Rồi bây giờ các bạn hãy mở camera lên nha. Mình chụp với nhau một tấm hình rồi mình sẽ kết thúc lớp học ở đây. Và mình đi ngủ sớm nha các bạn nha. Mình tập thói quen đi ngủ sớm. Mình ngủ trước 10 giờ đúng không? Bây giờ là 9 giờ rồi. Các bạn còn một chút xíu thời gian. Các bạn nghỉ ngơi một chút xíu, thư giãn một chút xíu rồi các bạn đi ngủ được rồi ha. Sáng ngày mai các bạn dậy sớm. Rồi các bạn ơi, tim đâu, tim của các bạn đâu? Rồi cô Tuyết ơi, cô Tuyết. Alo cô Tuyết, chụp hình giúp em với. Rồi các bạn hôm qua cười thật tươi nha. Rồi tim ơi, chuẩn bị nè. 1 2 3. Một tấm nè, chờ cô một chút xíu nha. Mình sẽ chụp tấm thứ hai. Rồi, tiếp theo, tấm thứ hai các bạn chờ một chút xíu nè, cười thật tươi nè. 1 2 3. Rồi, rất là đẹp luôn. Rồi, cô cảm ơn cô Tuyết nhiều. Cảm ơn các bạn nha, chào các bạn nha. Bye bye Như Quỳnh nha, bye bye Thảo Linh. Nãy giờ cô không thấy Thảo Linh. Rồi, bye bye Bảo Quyên, Thảo Ngân. Chúc các bạn có một buổi tối ngon giấc nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Em chào cô. Em chào cô. Bye bye. Em chào cô và chúc cô một buổi ngon rất đẹp. Chào cô. Chúc cô ngủ ngon. Chúc cô có một giấc mơ rất đẹp. Cảm ơn các bạn. Cô hình như có bạn mới vào hay sao, là ra bảo hay sao ấy cô ạ. À vậy hả, chắc thế chị không biết đâu. Có máy luôn việc hôm nay là hôm nay đang 38 bây giờ 38, 39 bây giờ. Cô ấy hoặc là